kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào Ngày Mới của STV. Trong chương trình sáng nay thứ Tư ngày 10 tháng 11, chúng tôi sẽ phản ánh quý vị và các bạn câu chuyện huyện Quỳnh Nhai thực hiện các giải pháp tiêu thụ phát triển thủy sản. Góc cuộc sống cuối chương trình sẽ phản ánh với một chương trình thiết thực ý nghĩa của tuổi Trẻ Sơ La tại một xã vùng cao của huyện Tuận Châu. Trước hết mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức của chương trình. Ứng dụng phòng chống PC COVID vừa cập nhật phiên bản mới cho phép người dùng quét mã QR ghi nhận ra vào địa điểm ngay cả khi thiết bị không kết nối mạng internet và khai báo y tế nhanh chỉ với một chạm. Cụ thể là khi người dùng đi đến cơ quan nhà hàng, địa điểm công cộng mà không có kết nối internet vẫn có thể quét mã QR bình thường. Dữ liệu sẽ được cập nhật lên hệ thống ngay khi điện thoại có kết nối internet trở lại. Bên cạnh đó, thay đổi lớn trong phiên bản mới nằm ở tính năng khai báo y tế. Khi truy cập mục này, người dùng có các tùy chọn khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa cho bản thân hoặc khai hộ người khác, xem lại danh sách tờ khai. Ngoài ra thì mục này được bổ sung phần khai báo y tế nhanh. Nếu thấy sức khỏe bình thường, người dùng chỉ cần một chạm vào phần này để được ghi nhận. Nhờ đó, việc khai báo rút ngắn từ 3 thao tác xuống còn một lần bấm duy nhất. Trước những khó khăn do tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19 đối với hoạt động thu ngân sách trên địa bàn, Chi cục thuế khu vực thành phố Mường La đã tăng cường công tác hỗ trợ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, đồng thời triển khai nhiều giải pháp tích cực đồng bộ đảm bảo tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn. Nhờ đó, tổng thu 10 tháng năm 2021 do Chi cục quản lý thu đạt trên 539 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn thành phố đạt 456 tỷ đồng, đạt trên 153% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao thu trên địa bàn huyện Mường La là 82 tỷ đồng, đạt trên 72% dự toán hội đồng nhân dân tỉnh giao. Từ nay đến cuối năm, chi cục thuế khu vực thành phố Mường La tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của thành phố và huyện Mường La, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chú trọng giải quyết kịp thời những chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, phấn đấu thu đạt và vượt 186 tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm, hoàn thành toàn diện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021. Thời gian qua, huyện Thuận Châu đã tích cực triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm ô cốp đã có, phát triển các sản phẩm mới theo chuỗi sản xuất, tổ chức tiếp nhận phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm từ các xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ, nhóm hộ gia đình hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện. Đến nay thì huyện Thuận Châu đã có 5 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao cấp tỉnh trở lên, bao gồm điểm du lịch din Top, trà ô long Thu Đan, chè trọng nguyên, cá rô phi, phi lê sông đà, cá chấm hun khói, trường la. Trong năm 2021, các sản phẩm dự kiến đề xuất đưa vào sản phẩm ô cốp chủ lực của huyện Thuận Châu gồm 5 sản phẩm, trong đó 2 sản phẩm đề nghị tỉnh hỗ trợ là cà phê, mật ong. 3 sản phẩm huyện hỗ trợ gồm thịt hun khói, tinh dầu xả, chảm chéo với nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Thực hiện chỉ thị số 43 ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng, củng cố tổ chức cán bộ hội, tạo điều kiện cho cán bộ hội viên được bồi dưỡng tập huấn để tạo nguồn cán bộ và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Đến nay toàn tỉnh có 286 tổ chức hội cơ sở xã phường thị trấn với tổng số là gần 165.000 hội viên. Công tác tình nguyện viên và thanh thiếu niên chữ thập đỏ từng bước được quan tâm chỉ đạo. Toàn tỉnh có 4.132 tình nguyện viên và 60.420 thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong các trường học. Hội chữ thập đỏ các cấp đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, gắn bó với đối tượng, nhất là địa bàn vùng cao, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu, trợ giúp phát triển kinh tế lâu dài cho những người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội, góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Bắt đầu từ hôm nay ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12, tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh. Do tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 nên các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS và ngày thế giới phòng chống S năm 2021 không tổ chức các sự kiện trực tiếp và tập trung đông người. Nhưng công tác phòng chống HIVS vẫn được phát động và triển khai bằng các giải pháp các mô hình, các sáng kiến để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động phòng chống HIVS trong bối cảnh dịch Covid-19. Cụ thể là các cấp ngành địa phương, cơ sở y tế tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm HIV tiếp cận liên tục và an toàn các dịch vụ điều trị bằng thuốc kháng HIV, tuân thủ điều trị. Người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện được điều trị liên tục và an toàn bằng thuốc methadone, đặc biệt là các địa phương thực hiện giãn cách xã hội hoặc cơ sở y tế bị phong tỏa, người bệnh bị cách ly do dịch COVID-19. Người bệnh được cung cấp các dịch vụ phòng chống HIV như là xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm điểm cấp phát thuốc methadone, cấp phát methadone nhiều ngày, điểm cấp phát thuốc ARV tại các trạm y tế xã, cấp thuốc ARV nhiều ngày, cũng như là cung cấp các dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm HIV, đảm bảo cho người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế một cách liên tục, nhận người lao động là người nhiễm HIV, người sau cai người đang được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Công tác binh vận, dân vận là hai nhiệm vụ được đồn biên phòng phiên bàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đặc biệt coi trọng và quan tâm triển khai trên địa bàn đơn vị đứng chân. Phiên Pàn là xã biên giới duy nhất của huyện Mai Sơn có hơn 6 km đường biên và tiếp giáp với huyện Siềng Khọ, tỉnh Hồ Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong thời gian qua cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng phiên Pàn đã luôn xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ và quân nhân trong công tác dân vận vì vậy cấp ủy và chỉ huy đơn vị thường xuyên chỉ đạo các tổ chức quần chúng và đội vận động quần chúng bám nắm cơ sở địa bàn để vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước xây dựng đời sống ấm no không nghe tin theo lời kẻ xấu sử dụng kích động hàng năm thì đồn biên phòng phiên bản còn cử hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ giúp nhân dân thực hiện canh tác nông nghiệp trên đất dốc, làm ruộng nước, tu sửa đường giao thông, phòng chống thiên tai, nhất là phòng chống dịch Covid-19 đang diễn ra hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin thời sự, bây giờ là thời lượng dành cho câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, Quỳnh Nhai là huyện tái định cư của tỉnh Sê-La có vùng lòng hồ rộng hơn 10.500 ha dài khoảng 72 km, trải dọc địa bàn 9 trên một xã. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân phát triển nghề nuôi cá lồng và đánh bắt khai thác thủy sản, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trong thời gian qua đã tác động không nhỏ đến hoạt động nuôi trồng khai thác đánh bắt thủy sản, đặc biệt là vấn đề tiêu thụ sản phẩm thủy sản của các hợp tác xã trên địa bàn. Vậy địa phương này đã có những giải pháp tháo gỡ khó khăn như thế nào? Câu chuyện sẽ được phản ánh trong phóng sự sau huyện Quỳnh Nhai hiện có 250 ha diện tích mặt nước đang nuôi trồng thủy sản với hơn 6.000 lồng cá. Các loại cá nuôi chủ yếu gồm cá chấm cỏ, chấm đen, cá chép, cá lăng, cá rô phi. Thời điểm hiện tại, việc tiêu thụ sản phẩm thủy sản nói riêng và nông sản nói chung ở huyện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế do nhiều nhà hàng, khách sạn tạm ngừng kinh doanh do ảnh hưởng của dịch. Việc vận chuyển lưu thông hàng hóa thủy sản cũng bị ảnh hưởng các phương tiện lưu hành đều phải đăng ký mã QR và lái xe phải có giấy xác nhận kết quả test nhanh âm tính COVID-19. Để tháo gỡ những khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, huyện Quỳnh Nhai đã xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cho các mô hình nuôi trồng thủy sản và thu hút các dự án đầu tư nuôi trồng, chế biến cũng như tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn. Đồng thời có kế hoạch vận động tối đa các nguồn lực tại địa phương tiêu thụ giúp người dân và các hợp tác xã cụ thể là vận động sự tham gia của các tổ chức cá nhân, thương lái, doanh nghiệp tại địa phương hỗ trợ liên kết tiêu thụ. Cùng với đó có giải pháp về phương thức vận chuyển lưu thông hàng hóa, vật tư cho nuôi trồng, tiêu thụ thủy sản trong giai đoạn thực hiện phòng chống dịch. Hợp tác xã tôi thì có 46 thành viên. Tổng đồng cá thì có 962 đồng cá có dịch bệnh COVID thì là tiêu thụ sản phẩm cho bà con và cho thành viên hợp tác xã thì không tiêu thụ được. Nhưng mà nay thì có huyện tổ chức có sẽ mua giúp các hợp tác xã để tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm được à, phần nào. Cùng với việc tiêu thụ sản phẩm, huyện Quỳnh Nhai cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho người dân về kỹ thuật quản lý môi trường, phòng trị bệnh và chăm sóc cá nuôi đảm bảo chất lượng tốt đồng thời tăng cường công tác quản lý về giống thủy sản, chủ động dự báo phòng chống dịch bệnh, khắc phục những rủi ro thiên tai, thời tiết để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất, tổ chức sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tạo chuỗi liên kết giá trị từ khâu cung cấp con giống đến khâu tổ chức tiêu thụ sản phẩm đầu ra gắn sản xuất với hoạt động chế biến sản phẩm. Tập trung lãnh đạo đối với các hợp tác xã, tổ chức cá nhân đang nuôi trồng thủy sản theo hướng hữu cơ và tiếp tục hình thành cái tổ nhóm hợp tác xã để nuôi cá lồng theo hướng tập trung liên kết và hỗ trợ theo cái cái chuỗi và từ đó thì các tổ chức cá nhân hợp tác xã doanh nghiệp sản xuất nuôi trồng thủy sản để tạo một cái điều kiện hỗ trợ lẫn nhau trong cái việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm thủy sản trong cái tình hình dịch bệnh Covid. Thời gian tới, huyện Quỳnh Nhai sẽ tiếp tục tăng cường nguồn lực hỗ trợ phát triển thủy sản, đầu tư sản xuất con giống chất lượng cao tại chỗ, kêu gọi thu hút đầu tư và hoạt động chế biến sản phẩm thủy sản, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện tốt nhất cho các công ty, doanh nghiệp hợp tác xã, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định và bền vững, đảm bảo sinh kế cho người dân vùng tái định cư, vùng lòng hồ thủy điện Sơn La. Khép lại câu chuyện ngày mới tại đây thì mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục chương trình với góc cuộc sống Mới đây tại xã E của huyện Thuận Châu, các hoạt động ý nghĩa đã được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức, bao gồm ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, ngày hội thanh niên vùng cao, liên hoan các câu lạc bộ đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Chào ngày mới. Ngày hội được tổ chức với sự tham gia của hơn 30 đoàn viên thanh niên đến từ các câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc Liên hiệp Hội Thanh niên Việt Nam như Tình nguyện trẻ Sơn La, Doanh nhân trẻ, Nghệ sĩ trẻ, Câu lạc bộ tóc, thầy thuốc trẻ huyện Thuận Châu, công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Thiện Tây Bắc. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó có hoạt động Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời bác, tặng 200 túi thuốc an sinh cho người dân. Bà con đến đây tham gia rất vui và phấn khởi khi được khám tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Tôi nay cũng đã cao tuổi rồi, hôm nay được các thanh niên, các bác sĩ đến khám chữa bệnh cho phát thuốc miễn phí tôi thấy rất vui và phấn khởi. Tôi rất vui và cảm ơn. Cắt tóc miễn phí là một trong những hoạt động sôi nổi của ngày hội. Câu lạc bộ Tóc Sơn La đã tổ chức cắt tóc cho các em học sinh, người dân và thanh niên ở xã, thu hút rất đông người đến để được cắt tóc miễn phí. Những thành viên trong câu lạc bộ tóc làm việc hết sức năng suất, rất vất vả, nhưng thấy các em học sinh, bà con phấn khởi khi có tóc đẹp, đã tiếp thêm động lực để các thành viên tiếp tục công việc câu lạc bộ cùng đóng góp một chút sức lực của mình dù rằng chút công sức nhỏ bé đến với vùng sâu vùng xa tất cả anh em chị em ai cũng rất là vui mừng vì là các con rất là đông nhưng số lượng cắt thì không có thể là được nhiều cho nên là mang được một chút tình cảm đến đây mình cũng rất là ấm lòng trong ngày hội các đơn vị câu lạc bộ hội nhóm đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa gồm hai chiếc xe đạp cho hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn 240 túi nước rửa tay sát khuẩn cho trường tiểu học, trung học cơ sở É Tòng, tặng vườn ươm thanh niên trị giá 20 triệu đồng cho huyện đoàn Thuận Châu, tặng vườn cây sinh kế gồm 500 cây xoài giống cho 5 đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn xã É Tòng, thăm tặng quà hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các cái hoạt động trong cái ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời bác cũng như có hoạt động về an sinh xã hội của sống cộng đồng sẽ góp phần tập hợp đoàn kết uh, thanh niên mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên, cùng với đó là các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế và chăm lo an sinh xã hội. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong đời sống xã hội, giúp địa phương ngày càng vươn lên vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế xã hội. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.